Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào tất cả quý vị. Mình là Sư Cô Giác Anh, quyền trụ trì Chùa Pháp Bảo, thành phố St. John's Park, tiểu bang New South Wales. Hôm nay mình cùng nhau đồng thuận với ý tưởng không bạo hành trong gia đình cũng như trong xã hội theo quan điểm của Phật giáo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.